quý vị và các bạn, nhắc đến Tết là người ta nhắc đến hình ảnh của bữa cơm sum vầy, thể hiện sự đoàn kết, đoàn viên ấm áp. Mâm cơm ngày Tết phải thật thịnh soạn, thể hiện lòng thành kính, cũng như dâng lên những sản vật hay thành quả của cả một năm lao động vất vả. Hòa vào không khí rộn ràng sắc xuân, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về nét độc đáo trong mâm cơm ngày Tết của đồng bào dân tộc Cao Lan ở huyện Sông Lô trong trang địa phương phát sóng vào 20h35 phút ngày 2 tháng 2 năm 2017. Các cụ xưa có câu, bánh nặng trợ tràng, bánh gạo rang tiên lữ. Từ xưa đến nay, mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch lại làm bánh gạo rang để mời nhau trong những ngày xuân và làm quà biếu cho người thân đi xa như một món quà đặc sản của địa phương. Trang địa phương sẽ đưa các bạn về với xã Tiên Lữ để cùng thưởng thức bánh gạo rang và đón Tết cổ truyền với bà con nơi đây. Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cùng với sắc đỏ của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, những cây chiết rừng cũng vươn bông dài đón chào mùa xuân đến. Đây cũng là thời điểm người dân thôn Phan Thạch, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương bận rộn bước vào mùa hái chiết để chuẩn bị cho mùa sản xuất mới. Phần cuối trang địa phương phát sóng lúc 20h35 phút ngày 2 tháng 2 sẽ là hình ảnh đẹp của những bông hoa chiết trong gió xuân ấm áp đã giúp người dân thôn Phan Thạch, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương thoát nghèo, phát triển kinh tế.